Rồi còn Trần Tiến xin chào tất cả quý anh em cần thủ đến với kênh đầu cầu của em nha quý anh em. Thì hôm nay mới sẽ tất cả quý anh em một số cây cần anh em à. Nói chung đây nó có một số cây cần tiễn nè. Nó có một số cây cần tiễn giá trị nó hơi cao nha. Và mà những cây cần câu lục nè, cần gút giống dài từ 3,6 đến 4,5 m. Nó giá từ khoảng 500, 550, 600, 650 cây thôi. Nói chung tất cả đều chất liệu carbon hết. Giá rất là tốt cho anh em. Anh em nào mua thì cứ alo trực tiếp cho anh em số điện thoại 0567 566 766 nha anh em, hoặc nhắn tin qua Zalo cho em. Đó thì anh em mua thì phí cước là 30.000 toàn quốc nha anh em, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền. Đó thì anh em mua 2 cây thì em free ship nha, một cây là phí cước 30 nha. Tại cái giá em bán đây là bán giá nó sát với giá giá em nhập luôn anh em. Nó sát giá em nhập luôn, em không có lời nhiều, lời mấy chục ngàn cây thôi. Nên em không có bao ship đâu. Anh em mua 2 cây thì em sẽ bao ship, còn một cây thì phí cước anh em chịu khó giúp em 30.000 tiền vận chuyển nha. Rồi, giới thiệu anh em cây cần đầu tiên nha. Cây này là cây cần số 1 anh em. Cây này cây cần số 1 nha. Cây này là cây cần Daiwa Harrop anh em. Daiwa Harrop dài 2,58 m nha. Độ cứng MH. Cây này made in Việt Nam nha mọi người. Lua của nó là 7 đến 245 g, lực là 10 đến 25 lb. Bia của nó 0.8 đến 2.5 nha. Đó, cây này độ cứng MH anh em. Cây này lua máy ngang anh em ạ. Lua máy ngang nha. Cần nói chung rất đẹp, carbon hai da xoắn nha. Khoan Fuji, bass Fuji. Đây. Khoan Fuji, bass Fuji anh em ạ. Cần thì mới tin nè. Cần đẹp lắm. Rồi cái này mã cho anh em mã số 1 anh em. Nặng 164 g, ngọn 1 ly 9, góc 12,7 anh em ạ. Mã số 1 giá 1 triệu nha. Mã số 1 này bán cho anh em 1 triệu. Mã số 1 này bán cho anh em 1 triệu. Cái mã số 2 này cây cần lua. Cây nào cây cần lua Daiwa Phantom. Cây này dài 3 mét nha anh em. Khoan Fuji, bass Fuji. Cây này nó là carbon hai da xoắn. Carbon hai da xoắn. Cây này Daiwa Phantom Pacific anh em. Cây này đánh cho anh em lua rền. Lua rền, lua lóc, lua chẽm. Made in Taiwan. Cây này nếu mà tải màu tầm khoảng cũng 30 gram. 30 gram quay đầu. Cây này luôn 30 gram quay đầu nha. Cây này mã số 2. Nặng 216 gram, ngọn 2 ly 4, góc 11,7. Mã số 2 giá 1 triệu nha anh em ạ. Mã số 2 này bán cho anh em 1 triệu. 1 triệu. Ây da. Dướng nha trời. Thôi rồi. Trời. Nó bị xúc cái này luôn rồi anh em ơi. Cái này mã số 3 nha, bị xúc cái cọng dây đây. Mai lại. Mã số 3 này là cái cán vợt em ơi, dài 4,5 m nha, chất liệu cán là carbon. Cái rang ốc quấn vợt nó là 4 mét, rang ốc 12 nha. Rang ốc vợt của nó rang ốc 12. Chất liệu cán là carbon. Nó nãy gơ nó bị xúc cọng dây. Anh em lấy thì em sẽ mai lại nha. Đúng là cái này nó nằm đây nè. Xong rồi nó nằm đây nè. Đó. Nó mai chỗ này lại. Nó mai dính lại mới bung bà nó rồi. Rồi. Cái này mã số 3 nha. Nặng 438 gram. Đầu của nó 13,4. Góc 24. Mã số 3 giá 330 thôi. Mã số 3 này bán cho anh em 330 nha. Hãng ORK anh em ạ. Cái mã số 4 ngay này súp lở nha. Cây này dài 4,5 m mà cây này nó xấu lắm. Cây này cần nó chạy nhiều. Khoan Fuji, bass Fuji nha. Đó, cần chạy nhiều, made in Korea. Ở trong nó sơn tà le nè. Ở trong này nó sơn, anh em về có xăng thơm hay gì chùi nó ra nha, nó sơn xấu quắc à. Này bung được. Gỡ ra được luôn anh em à. Ngày anh em về có thời gian là anh em gỡ chỗ đẹp. Mới sơn xấu quá. Độ cứng 25, chất liệu cán là carbon nha. Mới sơn xấu. Độ cứng 25. Nói chung cần này nó sơn tệ lắm nha. Rồi. Giờ anh em chùi nó, chùi cho nó hết sơn rồi nó đẹp lại thôi. Cái này bán rẻ cho anh em nè. Cái này nếu mà nó đẹp thì bán khoảng còn 700 anh em. Cái này mưa xấu bán anh em 300 thôi. Mã số 4 nặng 457 gram, ngọn 2 ly 6, góc 24,7. Mã số 4 giá 300, 300 ngàn.
Tới mã số 5 là cây cần mấy ngang nè, cây này hãng Abu nha. Hãng Abu. Khoan Fuji, bát Fuji. Abu. Ở đây. Khoan bát Fuji nè mà. Cây này đây. Abu by Finesse gì nè. Dài 2m 38. Lua của nó 2 đến 18 gram, lực là 6 đến 12 lb. Độ cứng L. Dài 2m 38 nha. Carbon 2 da xoắn. Aburacia nè mà. Đây. Cây này dành em lua, lua mấy ngang nha. Lua lóc, lua mực, nói chung là lua mồi nhẹ nha, lua nhái, lua mồi nhẹ. Cây này mã số 5 nha. Nặng 113 gram, ngọn 1 ly 2, góc 10,8. Mã số 5 này giá 1,2 triệu. Mã số 5 này bán cho anh em 1,2 triệu nha. Cái mã số 6 này cây cần ISO nè. ISO cây dài 4,5 m. Khoan Fuji, bát Fuji, hãng của nó hãng Expanser nè. Cái cây này hãng của hãng Korea nè mà. Hãng Korea. Khoan Fuji, bát Fuji. Cây này thu gọn của nó là 60 cm. Cây này thì cái gốc nó hơi xấu, cái gốc nó hơi bị chóc sơn. Còn mấy lóng trong đẹp lắm, mấy lóng trong còn mới tinh. Nhưng mà cái gốc nó xấu, cái gốc cái chỗ này nó bung keo. Dài 4,5 m. Dài 4,5 m. Độ cứng cái này tương đương độ cứng số 3 thôi. Ngoại hình nói chung là có chạy nha. Còn đẹp khoảng 75-80%. Đẹp khoảng 75-80% anh em ạ. Cần. Cái này mã số 6 nè. Nặng 206 gram, ngọn 1 ly 2, góc 20,7. Mã số 6 giá 400. Cái cây này dành cho anh em câu cá hanh nha. Cá hanh, cá cháp, cá giò. Nói chung là câu biển nè. Dành cho anh em câu biển, câu mấy cá hanh ngon. Cây này mã số 6 giá 400. Cái mã số 7 là gút mini nè mà. Gút mini này thu gọn của nó là 50 cm. Gút mini thu gọn 50 cm nha. Khoan khoan hãng, bát hãng nha. Cây này độ cứng 10 đến 25 là cứng 20 nè. Cây này cứng 20 nha. Cứng 20, dài của nó không biết luôn. Nó không để chiều dài ta. À đây. Cứng 20 và 2,7 m nè mà. Khoan hãng, bát hãng, chất liệu cần là carbon nha. Cần nói chung khá là ngon, cây mới tinh nè. Cây đẹp lắm, mới chát à. Cây này mã số 7. Nặng 169 g, ngọn 1 ly 3, góc 16. Mã số 7 bán cho anh em 330 nha. Mã số 7 này giá 330 ngàn. Cái mã số 8 này cây cần rút mini. Cây này thu gọn nó 47 cm. Cây thu gọn 47 cm anh em. Khoan Fuji, bát Fuji. Cần khung khá đẹp ạ. Khoan Fuji, bát Fuji. Cây này độ cứng 32,4 m. Khoan Fuji phản quang đẹp chưa? Mới tinh. Nói chung cây này đẹp lắm. Cây đẹp khoảng 90% anh em. Mới tình. Cây này bỏ ba lô đi câu đi du lịch ngon. Tại độ cứng nó có nè. Độ cứng 30 là cao nhất của gần gút mini. Độ cứng nó có, anh em đi chơi độ mọi thể loại được. Còn mấy cây nó độ cứng 10 thì giá trị rẻ đó. Cứng 10 chỉ kia chơi lua thì được, chứ mà chơi dạng câu sông thì nó không được. Cây câu sông được luôn nha. Cây này mã cho nên mã số 8 nè. Nặng 175 g, ngọn 1 ly 7, góc 16,8. Mã số 8 giá 550. Mã số 8 giá 550. Cái mã số 9 này cây cần ISO khoan nhỏ nè, độ cứng 1.5 6,3 m nha. Khoan Fuji, bát Fuji, hãng Olympic nha. Khoan Fuji, bát Fuji, hãng Olympic. Đây. Độ cứng 1.5 6,3 m, cần thì rất là đẹp. Mới tình. Cần mới. Cây này nói chung anh em miễn chơi luôn. Mới chát à.
Cây đạt khoảng 90%. Có chày dăm dăm thôi. Có chày dăm dăm thôi. Cây này mã số 9 nha. Nặng 315 gram, ngọn 1 ly, gốc 21,8. Mã số 9 này giá 500. Mã số 9 này bán cho anh em 500 ngàn. Và thấy mã số 10 nè, ISO căn nhỏ luôn. Cây nào cây cần Olympic, công nghệ boron nha, công nghệ cao cấp nhất của Olympic. Đầu cứng 36m3, giá niêm yết của nó là 66.700 yên, là tương đương với 6 man 7 nè. 6 man 7 tính ra tiền Việt nó rơi vào khoảng tầm 10 11 triệu nè. 11 triệu. Đó, cây này nếu mà rơi điều tiền Việt tầm khoảng 11 triệu á. Cây này nó 6m2 thôi, 6m2. 8 lóng, nặng 385 g. Thu gọn là 90 cm, đầu cứng 58 nè, lỗ cứng số 3 nha anh em. Này full nắp, full hộp luôn. Đây, nó có cái tem. Khoan Fuji Six nha anh em. Khoan bát Fuji, viên một dạng khoan Fuji Six luôn em à. Cây đẹp lắm, cây này mới khoảng 95%. Mới 95%, đầu cứng số 3, 6m2. Công nghệ carbon boron của thằng Olympic anh em. Công nghệ này nó rất là trâu bò lắm. Cái công nghệ boron này trâu bò lắm. Đây. Đầu cứng số 3, 6m2. Rồi cận đẹp. Cây này nói chung anh em miễn phải chơi luôn, không có chơi vô đâu được. Cây này anh em mua về sưu tầm. Sưu tầm ngon. Tại cái dòng này anh em luôn nói là đời cổ. Mà thì anh em cái chất lượng của phôi của ngày nó rất là bền, nó rất là dày nha, nó không có mỏng đâu. Phôi công nghệ boron thì cái công nghệ phôi nó rất là dày, công nghệ của nó anh em thấy nhìn nè, đã chưa. Cây này á, mã số 10, cân thực tế là 370 g, ngọn 1 đi 6, góc 22,8 nha. Mã số 10 này bán cho anh em 1.800.000. Mã số 10 này bán cho anh em 1.800.000. Bỏ ở đây đi, tí nữa em bỏ vô hộp sau. Đây rồi, đây mà số 11 cho anh em. 11 này cây cần súp anh em à, dài 4,5 m nha. Cây này súp ở hãng Olympic nha. Hãng Olympic. Cây này Mamiza OB là thương hiệu của Olympic anh em. OB với tắt Olympic nè, Made in Korea. Cái gốc của nó thì hơi cũ nè, cái gốc của nó bị chóc sơn á. Nó chóc cái nắp keo phủ bóng. Nhưng mà mấy cái lóng trong còn đẹp lắm, cái lóng trong nó mới tinh nè. Lóng này thì nó hơi cà, nó bị bay cái lớp sơn. Nói chung là giá tốt cho anh em chơi. Đầu cứng cái này tương đương 25 thôi, 25 4,5 m nha. Chất liệu cần là carbon. Mấy chỗ này nó kéo cái vô nó hay mức nó bị như nó bị bào mòn lớp sơn đó nè. Còn lớp phôi không ảnh hưởng nha. Cần đẹp. Cây còn đẹp khoảng 70-75%. Cây này nguyên nha nè, mã số 11. Nặng 446 g, ngọn 2 ly 4, gốc 23 nè. Mã số 11 giá 580 nha. Thôi cây này bán cho anh em rẻ thôi. Cây này bán cho anh em 500 thôi, cho xong lẻ nè. Cây này mã số 11 giá bán cho anh em 500 ngàn thôi. Rồi tới mã số 12 nè. Cây này súp nè, đầu cứng 25-36 nha. Chất liệu cần là carbon, khoan Fuji, bass Fuji. Hãng New Forest em à. Đây. Khoan Fuji, bass Fuji, đầu cứng 25-36 nha. Cần nói chung khá là ngon. Cần khá ngon nè, có chày chút xíu. Cái này mã cho anh em là mã số 12 nha. Nặng 362 g. Ngọn 2 ly 6, ngọn 2 ly 6, góc 21,7. Mã số 12 giá 550. Mã số 12 này bán cho anh em 550 nha, 550 ngàn. Cái mã số 13 nè, một cây cần hãng Olympic. Khoan Fuji, bass Fuji, dài 3,9 m. Đây. Khoan Fuji, bass Fuji. Đầu cứng cây này 27 nè. Đầu cứng 27, 3,9 m. Cần chung khá đẹp á. Cây này ngon. Cây này dành cho anh em câu lục nha. Câu lục, câu bạc bờ biển, nhấp lóc cũng được anh em. Cây này mã số 13 nha. Nặng 345 g, ngọn 2 ly 4, gốc của nó 24. Mã số 13 giá 600. Mã số 13 giá 600.
Tới mã số 14, cây này dài 3m9 nè, hãng Daiwa nha, khoen Fuji, bass Fuji, chất liệu cần là carbon em mà. Đây, độ cứng cây này tương đương 25, cây này cứng 25 3m9 nha, cứng 25 3m9, cần nói chung cũng còn đẹp anh em, mới nha. Này bung keo, lấy keo dán lại là xong thôi, dễ. Rồi, cây này mã cho anh em mã số 14 nha. Nặng 523g, ngọn 2 ly 6, góc 25,4. Mã số 14 giá 600. Mã số 14 giá 600 nha. Thì mã số 15 nè. Cây độ cứng 25, 4m2 nha. Cây này Impress Cell Nare gì nè. Khoan Fuji, Bass Fuji, Bass Stylet nha nè. Bass Stylet LS7. Khoan Fuji, Bass Fuji, độ cứng 25, 4m2. Chất liệu cần là carbon nha. Cái này chất liệu cần của nó là carbon. Cái này mã 15 anh em, mã 15 nha. Nặng 355g, ngọn 2 ly 4, góc 21,8. Mã số 15 giá 600. Mã số 15 này bán cho anh em 600 nha. Tới mã số 16 nè. Cái này khoen bát Fuji nha, khoen bát Fuji. Cây này dài 4m2 nè, cây này Neptune nè, Neptune. Dài 4m2. Độ cứng cây này tương đương 25 thôi, 25 4m2 nha. Chất liệu cần của nó là carbon. Nói chung cần đẹp lắm, mới chát à. Nó có dấu chày chày dăm dăm thôi, không đáng kể đâu. Còn lại rất là đẹp nè. Rồi cái này mã cho anh em là mã số 16 nha. Nặng 554g, ngọn 2 ly 4, góc 26,6. Mã số 16 thì giá 630. Mã số 16 này bán cho anh em 630.000 nha. Tới mã số 17 nè. Số 17 cây này dài 4m5 nha. Cây này hãng Courier nè mà. Casting 4m5. Cây này của Courier xuất nha. Đây. Khoan Fuji, bass Fuji. Chất liệu cần của nó là carbon. Độ cứng cây này 25 thôi, 25 4m5. Cần mới tinh, cần đẹp lắm. Mấy cây này miễn chơi luôn nè, cây còn rất là đẹp, mới lắm nha. Cây này mã cho anh em 17 nha. Nặng 574g, ngọn 2 ly 5, góc 27,2 chứ. Mã số 17 giá 650. Mã số 17 này bán cho anh em 650 nha. Cái mã số 18 nè, cây độ cứng 25 4m5 nè. Cây này hãng Alpha Taco nha. Sub Z. Độ cứng 25 4m5, made in Korea anh em ạ. Khoan Fuji, bass Fuji. Đây, còn cái nắp của cây này chưa gắn vô. Tất cả này đều có nắp hết nha anh em. Tại em quay thì có cây có hay không thì cứ, nếu mà anh em mua thì em sẽ gắn nắp đầy đủ hoàn thiện cho anh em nha. Độ cứng 25 4m5 nè. Ê, độ cứng 25 4m5 đúng không? Anh em mua thì em trước khi em gửi cho em sẽ gắn nắp vô cho nó nha. Gắn nắp vô rồi mới gửi anh em. Anh em yên tâm là cái nắp có nha anh em, chứ không phải không có nắp đâu, có nắp có hết nha. Ngoại hình đẹp lắm, mới tinh. Cái này mã số 18 nè, nặng 503g, ngọn 1 ly 9, góc 26 nè. Ngọn này 1 ly 9 thôi, đúng rồi, ngọn nhỏ. Mã số 18 này giá 650 nha. Mã số 18 này bán cho anh em 650, 650.000. Đây mã số 19 đó nè. Số 19 cây này cây cần súp nè, cây này SL súp đó nè. Độ cứng 25 3m6 nha. Khoan Fuji, bass Fuji. Cây này Suzumi carbon rod nè mà. Độ cứng 25 3m6. Cây đẹp lắm, mới, nó mới chát luôn á. Cây này mới lắm nha anh em. Cây này mã cho anh em 19, nặng 318g, ngọn 2 ly 5, góc 24,5. Mã số 19 này giá 600 nha. Mã số 19 này bán cho anh em 600.000. Đúng không? Rồi tới mã số 20 nha anh em. 20 cây này cây cần Mighty Sub. Độ cứng 25 4m5 nè, made in China nha.
hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em à. Chất liệu cần là carbon, khoang bát Fuji nha. Khoang bát Fuji độ cứng 25 4,5 m. Cần đẹp lắm, mới tinh. Nói chung mấy cây này còn đẹp khoảng 90% lên anh em. Cái bộ khoang này khoang Fuji đời cao nha, chứ không phải khoang Fuji đời cổ nè. Đây. Khoang Fuji đời cao, khoang đá sẫm nâu anh em ạ. À. Cây này đời mới á. Cây này hãng VIP nha, hãng VIP này hãng nội địa của Trung Quốc. Cái này mã 20 anh em. Nặng 526 gram, ngọn 2.6 gấp 27. Mã 20 giá 650 nha. Mã 20 này bán cho anh em 650.000. Mã 20 giá 650. Cái mã 21 anh em. 21 cây này cây cần cây này cây cần FS zip dài 4,2 m nha. Cây này thì nó hơi cũ một tí. Khoan Fuji bass Fuji nha, cây này nó hơi cũ một tí cho anh em. Đây, khoan bass Fuji, độ cứng 25 thôi. 25. Ngọn cũng mềm. Mấy cái lóng trong còn đẹp lắm. Chỉ cái lóng gốc nó hơi cũ nè, lóng gốc nó hơi xấu. Lóng trong đẹp. Cây độ cứng 25 4,2 m nha anh em. Cây này mã 21 nè. Nặng 381 gram, ngọn 2.3 góc 25.4 nha. 21 giá 600.000. 21 bán cho anh em 600k nha. Tới mã 22 anh em ạ. 22 cái này Linh Master dài 4,5 m là Made in Korea. Khoan Fuji, bass Fuji. Đó. Khoan bass Fuji nha. Chất liệu cần là carbon. Cần nói chung khá là ngon á. Cây này độ cứng cây này cứng 30 nè. Cây này cứng 34,5 m nha. Cây này cứng cao à, cứng 34,5 m. Tại mấy cây cứng 25 game nhìn vô em biết cây này cứng 25 nhiều lắm nha. Cây này cứng 34,5 m nhưng mà hình nó hơi chày chút xíu nha. Đó, cho anh em xem. Ok chưa? Rồi, cây này mã cho anh em là 22, nặng 487 gram. Ngọn 3.2 góc 25,7. Mã số 22 giá 650. Mã 22 giá 650 nha anh em, 650.000. Tới mã 23, cây này cây cần súp dài 4,5 m nè. Còn tờ hãng của nó hãng Super Carbon em ạ. Hãng Super Carbon nha. Khoan Fuji, bass Fuji. Đây. Khoan Fuji, bass Fuji. Độ cứng cái này 25 thôi. Độ cứng 25 nha anh em, 25 4,5 m. Ngoại hình thể chung là còn khá là ngon. Có chày dăm dăm thôi. Cây này có chày mà chày dăm dăm thôi nè mà. Đây, anh em thấy chày không? Nó trước xước dăm dăm thôi. Chứ không phải xước sâu nha, nó xước dăm dăm thôi. Cây này mã 23 anh em ơi. 23. Nặng 490 gram, ngọn 20.3 góc 25. 23 giá 650. 23 này bán cho anh em 650.000. Tới 24 cây này cây đai hoa nha anh em. Dài 4,5 m. Khoan bát Fuji. Độ cứng 25 4,5 m anh em ạ. Khoan bát Fuji. Đây. Chất liệu cần cái này nó là carbon nha anh em. Còn đẹp khoảng 85%. Cây còn đẹp khoảng 85% anh em ạ. Mới, cây này mới tinh. Cây mã 24 nha, nặng 601 gram. Ngọn 2.5 góc 2 góc 30 nè. Mã 24 giá 650. Mã 24 bán cho anh em 650.000 nha. Rồi tới mã 25 nè. 25 cây này dài 4,5 m luôn. Cây này hai bo silet anh em, Made in Korea nha. Made in Korea. Khoan bass Fuji hãng Weston anh em ạ. À. Khoan bass Fuji. Độ cứng cái này 25 thôi, 25 4,5 m. Chất liệu cần nó là carbon nha em ạ. Chất liệu cần là carbon nha. Cần nói chung khá là mới á.
Cái này mã 25 anh em, nặng 471 gram, ngọn 2D3, góc 25,5. Mã 25 này giá cho anh em 650 nha. Mã 25 này bán cho anh em 650.000. Anh em bể đây nè, anh em muốn gặp cái này lại nè. Có nhìn em không biết gặp anh em dính đây. Một tay ngón này bóp hai cái gọng này anh em bóp xuống nè. Là nó bưng xuống rồi nè, thấy chưa? Anh em bóp vô nha. Rồi tới mã cho anh em là 26 nha. 26. Khoan bát Fuji nè, dài 4,5 m nè. Dài 4,5 m, độ cứng cái này là tương đương 25 thôi. 25 4,5 m. Cái này ngoại hình chày nhiều nè, chày cũng chày khá là chày ok nhiều á. Nhưng mà nó cũng nói chung không đáng kể chày đâu, tại nói chung đây, chày nó chày dăm dăm nhiều lắm nè. Tại cần này cần đời cổ nè, nhìn cái nước phôi của nó màu này dính nó dễ bị giả cái bộ chày lên nè, anh thấy nè, thấy chưa. Nói chung là anh em câu kéo thì nói chung là không vấn đề đâu. Cái này Challenger nè, dài 4,5 m, độ cứng 25. Khoan bát Fuji, cái này mã 26 nha. Nặng 562 gram, ngọn 2 ly 6, góc 27,3. 26 này giá 600. 26 này bán cho anh em 600.000 nha. Tới 27 nè. Cái này độ cứng 30 3,9 nha nè. Độ cứng 30 3,9, khoan bát Fuji. Cái super sub. Dài 1m07 nè, thu gọn 1m07 nè. Thấy chưa? Hãng Suzumi nha. Hãng Suzumi. Độ cứng 30 3,9. Mấy này thì nó dính dơ thôi chứ không phải nó chạy anh em. Mấy này này chùi vậy, nói chung là về anh em chùi miếng dầu miếng nhớt là nó bung hết ra thôi. Nói chung dính dơ. Chứ không phải nó chạy. Cái nào chạy em sẽ báo chạy. Cái này cũng vậy nè, anh em phải dơ biết gì nè, kéo vô. Mấy cái bụi ở trong nó bám vô. Anh em thầy nhìn cái lằn chùi cái nó hết rồi chưa? Chùi cái tẹp lại liền. Nói chung mấy cái bụi nó bám á. Nè, dấu chày, chày dăm dăm này mới rõ nè. Đó, cái này dấu chày nha. Xước nhẹ nhẹ thôi. Rồi, cây này mã cho anh em là 27 nha. Nặng 407 gram, ngọn 3 ly 1, góc 23 anh em ơi. 27 giá 700. 27 này bán cho anh em 700.000 nha, 700. Tới mã 28 nè. 28 này cây cần carbon nha anh em. Khoan bát Fuji. Cây độ cứng 25 4,2 m thôi, made in Korea. Độ cứng 25 4,2 m. Khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần là carbon em ạ. Nói chung cây này còn đẹp lắm. Nó còn đẹp khoảng 80%. 80-85%. Cái này mã 28 nha nè. Nặng 450 gram, ngọn 2 ly 7, góc 25,4. 28 giá 600. 28 này bán cho anh em 600.000. Tới 29. Cái này Challenger 4,5 m luôn. Khoan Fuji, bát Fuji. Độ cứng 25. Ngoại hình có chày nha. Đầu cứng 25 4,5 m anh em ạ. Chày. Cái dòng Challenger 4,5 m này đánh rất là tốt nè. Nó tốt. Mấy cái dòng này em bữa giờ cũng nhiều anh em hỏi em. Nhưng mà đợt này giờ nó có nè. Dòng này anh em chơi rồi sẽ biết, dòng này phôi nó tốt lắm. Cái này Challenger 4,5 m nè, đầu cứng 25 thôi. Khoan bát Fuji. Cái này mã cho anh em là 29 nha. Nặng 558 gram, ngọn 2 ly 6, góc 27. 29 này giá 600. 29 này bán cho anh em 600.000. Tới mã số 30 nè, độ cứng 25 4,2 nha, 4,25. Độ cứng 25 4,25 nè, khoan bát Fuji nè. Đây. Độ cứng 25 thì nói chung là nó tương đương với D thôi. DXT nha anh em. Cần khá đẹp á, mới. Cây còn đẹp khoảng 80%. Đẹp khoảng 80% nha anh em. Được cái nguyên bộ khoan Fuji, bát Fuji. Nguyên hết nha, không hư không lỗi đâu.
Cái này mã 30 nè, nặng 305 gram, ngọn 2 ly 6, gốc 23,6. Mã 30 giá 600. Mã 30 này bán cho anh em 600 ngàn. Cái mã 31 nè. 31 cái này cần súp nè, súp xuôi hô dài 4 mét rưỡi. Khoan Fuji, bát Fuji, đầu cứng 25 thôi. 25 4 mét rưỡi nha, có tem Nhật đây luôn. Made in Korea, Made in Korea nha anh em. Cái này ngoại hình còn rất là đẹp anh em ạ, à. Mới. Rất đẹp. Đầu cứng 25 4 mét rưỡi. Cần khá là ngon. Cái này mã cho em 31 nha. Nặng 458 gram, ngọn 1 ly 9, góc 26 nè. 31 này giá 650. 31 này bán cho anh em 650 ngàn nha. Tới 32 đây. Khoan Fuji, bát Fuji. 32 cây đầu cứng 23 4m2 nè. Đầu cứng 23 4m2 nha. Hãng NGK. Hãng NGK của thằng Nhật cái nè. Cây này hàng nội địa. Cây này lâu, cây đời cổ lắm rồi nè. Đời cổ, hàng nội địa của Nhật. Chất liệu cần là carbon nha. Cây này vừa hình đẹp mới. Cây này còn mới tinh. Phôi nó đẹp chưa? Anh em nhìn phôi nè. Phôi đẹp lắm, phôi nó tốt. Đó, cái phôi của NGK nè. Rồi, cây này mã cho anh em là 32 nha. Nặng 396 gram, ngọn 2 đi 6, góc 23, 32 giá 600. 32 này bán cho anh em 600 ngàn nha, 600k. Tới 33 này cần đai hoa nè. Đai hoa Super Power, độ cứng 30 4 mét rưỡi nè. Made in Korea nha. Cây này thì ở đây nó có chạy nè, nó chạy chỗ này. Nó chạy lớp sơn thôi, nó không ăn vô phôi nha. Phôi nó không có dập, không có bể gì. Khoan Fuji, bát Fuji. Độ cứng 30 4 mét rưỡi. Chất liệu cần là carbon nha anh em. Cây còn đạt khoảng 80%. Có chạy đẹp 80% thôi. Cây này nói chung là có chạy nhưng mà chất lượng cần rất là ngon. Cây này bán rẻ cho anh em 650 thôi. Cây này mà đẹp bán 1,1 triệu, 2 triệu cây đó nè. Cây này năm 33 nha, mã 33, nặng 404 gram, ngọn 2 ly 8, góc 24,5. 33 giá 650. 33 là bán cho anh em 650 ngàn. Tới 34, cây này độ cứng 25 4 mét rưỡi nè. Khoan Fuji, bát Fuji nha. Khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần là carbon nha, độ cứng 25 4 mét rưỡi. Nói chung cần còn mới lắm, mới tinh. Cây còn đẹp. Cây này ngon lắm này mã cho nên 34 nha. Nặng 377 gram, ngọn 2 ly 2, góc 23,7. 34 giá 650. 34 là bán cho anh em 650 ngàn. Tới 35 nha. 35 cây này độ cứng 20 dài 4m2 thôi. Đó, độ cứng 20 dài 4m2 thôi. Lắp đít nói chung là nó bằng nhựa nè. Nó gắn lộn cái chỗ này, mới nằm như đây, nó gắn quay đầu lại, hàng chim tìm thấy tưởng nó mất cái cục cao su rồi. Ok rồi, ngon lành luôn. Khoan bát Fuji anh em, khoan bát Fuji, đầu cứng 20 4m2, chất liệu cần là carbon. Nó sơn ngọn trắng này, nửa ngọn sơn trắng để câu đêm đó nè, câu đêm nó phản quang về. Mấy cái đó thì nói chung nó, cái mấy cái cây này bên Nhật thường nó câu đêm là nhiều, để cho cái đầu ngọn nó thấy đầu ngọn nó nhịp đầu đó nè,
nó dễ thấy hơn. Cây này nói chung chày cũng khá nhiều nè, cây này còn đẹp khoảng chắc cỡ khoảng 75-80% thôi, đẹp khoảng 75-80% thôi. Cây này bả 35 nha, nặng 461 gram, ngọn 1 đi 8, góc 25,8. 35 này họ bán cho anh em 550 thôi. Cây này bán anh em 600, nhưng mà thấy nó chày cũng cũng hơi nhiều á, thì bán cho anh em cây này 550 ngàn thôi. 35 nha. Tới 36, cây này cây hãng Ryobi nè, hãng Ryobi Superlight. Cây này công nghệ Fighter Way nha anh em, Fighter Way độ cứng 25-39, công nghệ Fighter Way của thằng Ryobi anh em. Anh em xem cái phôi của nó nè, cái phôi đó phôi bông anh em. À, anh em nhìn nè, phôi bông nó giống như cái phôi carbon hai da của mấy thằng hãng khác á, nhưng mà nó không có quấn sợi, mà nó quấn nguyên một cái mảng, cái mảng mảng carbon luôn, mà nó quấn bông 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 vậy anh em, nhìn nó đẹp lắm đó. Còn cái cao câu hai da của hãng khác nó sẽ quấn từng sợi carbon, nó quấn vòng cái thân, còn này quấn nguyên cái mảng luôn nè, mảng carbon nó y khuôn như carbon hai da nè. Chất liệu cần là carbon nha. Carbon Waste Away Fist the Way anh em. Rồi, cây này mã cho anh em là 36 nha, nặng 268 gram, ngọn 2 đi 6, góc 21,6. 36 này bán cho anh em 800, 36 này bán cho anh em 800 ngàn nha. Tới 37 cây cần carbon hai da nè, hãng Olympic, dài 3,9 m. Cây này carbon hai da rắn anh em nhìn đó, hai da rắn thấy chưa, da rắn nó đẹp chưa, khoan Fuji, bát Fuji, made in Korea nha, made in Korea. Cây này thì cái lớp keo của cái bát máy nó bị rợn rợn anh em, anh em về đưa thợ nó xử lý. Mấy cái này đưa thợ làm nó quấn, nó tháo keo cũ ra nè, xong rồi nó quấn keo mới vô, nó chắc lấy anh em chắc cỡ 30-40 ngàn, 50 ngàn là cao thôi. Chất liệu cần là carbon, ngọn là carbon sóng vòng nha, lóng hai là carbon hai da rắn nè anh em nhìn đó, từ lóng hai cho xuống là carbon hai da rắn. Rồi, cây này mã cho anh em là 37, nặng 374 gram, ngọn 2 ly 7, góc của nó 20,4. Cái cây này thì mở nắp đít không được anh em, nắp đít nó cứng lắm, mở không được. Báo gọi anh em, 37 giá 850 nha. Cây này hai da, nếu mà nó còn nguyên nắp đít thì em bán cái này khoảng 1 triệu á. Nhưng mà này nó bị nắp đít nó mở không ra anh em, cứng lắm. Rồi 37 này bán cho anh em 850. Cây 38 này cũng carbon hai da luôn, cây này độ cứng 25-36. Khoan Fuji, bát Fuji nè, carbon hai da nha, đây, đẹp chưa. Cây này là một cây cần double carbon, made in Korea nha nè, công nghệ của nó đây. Cái này tên hãng nè, tên hãng mà Sunfit nha, Sunfit của Korea. Đầu cứng như vậy, 25-36, cứng 25-36. Chất liệu cần carbon hai da, cây này còn đẹp khoảng 80-85%, có chày đẹp khoảng 80% thôi. Cây này anh em về lấy nhám mịn đó nè, mịn thiệt mịn nha, anh em vuốt cho nó bớt chày. Rồi anh em mua chai, cái chai keo phủ bóng đó, anh em phun một lớp mỏng thôi, để xa chắc cỡ 50 cm đó, phun một lớp mỏng lên thôi là nó bóng lưỡng rồi nè, nó mấy cái dấu chày này nó mất liền luôn. Ok, cho anh em nào về làm nha, em thì không có thời gian em làm đâu, nói chung nó dễ lắm. Cái này mã cho anh em 38 nha, nặng 327 gram, ngọn 2 đi 7, góc 22. 38 thì bán cho anh em 850 nha, 38 với 850. Tới 39 là cây cần carbon hai da nè, sẵn đã cho. Cây này cây Delucy carbon, độ cứng 34,5 m nè, độ cứng 34,5 m, ngắp mở ok. Khoan Fuji, bát Fuji, đây khoan Fuji, bát Fuji, carbon hai da sắn nè anh em, thấy nhịn sắn dữ dằn chưa, ngọn đây ngọn cũng sắn luôn, sắn từ đầu đến đít luôn nha anh em, cây này sắn từ đầu đến đít luôn, không có bỏ cái chỗ nào luôn á, sắn đừng nổi.
Cây còn đẹp quá, cây này mưa nó đẹp quá nè. Cây này em bán cho anh em có 1 triệu, triệu 350. Cây này mấy shop khác bán khoảng 1,8 triệu, bao lên luôn, bao lên khoảng 1,8 triệu. Em bán cho anh em 1,350 triệu thôi, hãng đi 5x cho anh em. Cục ngoại hình có chày, có chày nha. Chỗ này là cái chỗ cái tem, tem nó lâu ngày nó mờ, tem tem vàng á, lâu ngày thành bạc luôn. Cái này mã 39 nè, nặng 450 g, ngọn 2 ly 6, góc 23, 39 là giá 1,350 triệu. 39 này bán cho anh em 1,350 triệu nha. Cái mã số 40 nè, 40 khoen bát Fuji nè. Cây này cây cần hãng Ryobi carbon test nha anh em, a rao súp độ cứng 25, 4m55, made in Korea. Cây này mới lắm, mới tinh. Cây này dòng đời cao nè, độ cứng 25, 4m55. Cây này bán như cho anh em có 1,2 triệu à. Cây này đẹp keng sò bang luôn á, trời mới lắm. Cây này thì mới 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 tinh luôn, còn đẹp khoảng 90% ăn lên nha. Cây đẹp khoảng 90% ăn lên nha anh em, đẹp lắm. Rồi cái này mã cho anh em là 40 nè, nặng 487 g, ngọn 2 ly 7, góc 26. Mã số 40 này bán cho anh em 1,200,000. Mã số 40 này bán cho anh em 1,200,000 nha. Rồi anh em lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em. Rồi cảm ơn em, hẹn em các video kế tiếp.